Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh dẻo chay đơn giản cho ngày Tết Trung thu đoàn viên. Trái ngược với những loại bánh Trung thu dẻo nhân trứng muối, đậu xanh hay đậu đỏ cầu kỳ, thì bánh dẻo Trung thu chay với cách làm cực kỳ đơn giản, hương vị tinh tế nhẹ nhàng chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt hảo cho nhiều người trong mùa Trung thu năm nay đấy. Bánh dẻo Trung thu chay với hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng của nước tinh hoa bưởi là món bánh Trung thu tuy đơn giản nhưng không hề kém phần tinh tế đâu nhé. Và sau đây sẽ là cách làm bánh dẻo chay Trung thu cho ngày rằm Trung thu cực kỳ đơn giản và dễ làm ngay tại nhà. Những nguyên liệu cần chuẩn bị cho món bánh dẻo chay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị 400g đường cát trắng. Mình sẽ sử dụng một quả chanh tươi nhỏ. Và mình sẽ sử dụng 600g bột bánh dẻo chay. Bột bánh dẻo hay còn gọi là bột nếp đã rang chín rồi nha các bạn. Các bạn có thể dễ dàng mua tại các siêu thị hoặc các bạn cũng có thể đặt trên các trang thương mại điện tử như Shopee thì cũng đều có bán. Mình sử dụng ở đây là bột nếp xanh ký. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng nước tinh hoa bưởi. Và mình sẽ cần tới một chút dầu ăn đậu nành. Hoặc các bạn có thể sử dụng dầu dừa cũng được các bạn nhé. Và để tạo hình cho bánh Trung thu dẻo của chúng ta thì chúng ta sẽ phải cần một bộ khuôn. Và trên đây là tất cả những nguyên liệu mà mình sẽ sử dụng để làm món bánh dẻo chay. Giờ mình sẽ tiến hành bắt tay và thực hiện ngay các bạn nhé. Bước đầu tiên của chúng ta sẽ là đun nước đường bánh dẻo. Mình sẽ đổ nước và đường của chúng ta vào một xoong và mình sẽ khuấy đều tay cho đường của chúng ta tan bớt. Và mình sẽ đặt lên trên bếp và mình sẽ đun cho tới khi mà nước đường của chúng ta sôi lăn tăn các bạn nhé. Lúc này thì mình sẽ hạ lửa và hớt bớt bọt đi. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành vắt nước cốt chanh các bạn nhé. Sau khi mà nước đường của chúng ta đã sôi lăn tăn rồi thì mình sẽ tiến hành cho tiếp tới nước cốt chanh của chúng ta vào. Và các bạn đun nhỏ lửa thôi nhé. Mình sẽ đun khoảng tầm 10-15 phút và tùy theo độ to nhỏ của nồi nước đường của bạn. Còn nếu như các bạn không có thời gian thì các bạn có thể mua nước đường đun sẵn ở ngoài hàng, các cửa hàng thì đều có bán. Sau đó thì mình sẽ tiến hành tắt bếp và để nguội các bạn nhé. Lúc này thì mình sẽ cho nước đường của chúng ta vào trong bát. Mình hòa vào đây thêm một chút dầu ăn và thêm nước hoa bưởi. Mình sẽ tiến hành cho từng muỗng một bột bánh dẻo vào các bạn nhé. Mình sẽ khuấy đều tay. Mình sẽ phải khuấy đều tay cho đến khi mà thấy bột thấm hết nước, dẻo mịn.
mình sẽ tiếp tục lấy bột ra nhào nhào các bạn nhé. Các bạn nhớ là phủ một lớp bột áo lên thì bột của chúng ta sẽ dễ nhào hơn. Chúng ta sẽ phủ thêm lớp bột áo thì bột của chúng ta không những không bị dính này, nhào bột sẽ cực kỳ dễ dàng. Điểm đặc biệt của bánh dẻo chay chính là bánh dẻo chay của chúng ta không hề có nhân. Đây sẽ là rất thích hợp đối với những người mà không thích ăn ngọt hay là muốn giữ dáng. Sau khi bột của chúng ta đã mềm mịn rồi này, mình sẽ tiến hành cho bột của chúng ta vào khuôn để đóng thành bánh các bạn nhé. Các bạn có thể yên tâm là bột của chúng ta là bột nếp đã chín rồi, cho nên chúng ta sẽ có thể sử dụng được ngay mà không phải qua công đoạn chế biến nhiệt hay là nướng. Bánh của chúng ta sau một ngày đóng khuôn thì ăn sẽ ngon hơn rất nhiều các bạn nhé. Như vậy chỉ với vài bước thật là đơn giản là chúng ta lại có ngay cho mình và gia đình những chiếc bánh dẻo chay ngon tuyệt rồi đấy. Đây sẽ là những món bánh cực ngon cho những ai thích hương vị dai dai, cộng thêm sự thơm mát và cực kỳ ngọt ngào của bánh dẻo chay Trung Thu. Tuy không có được hương vị đậm đà, xuất sắc như là bánh nướng, nhưng mà bánh Trung Thu dẻo chay thì luôn có một hương vị rất riêng, dai dai, vô cùng là thanh mát và ăn không bị quá ngán đâu các bạn nhé. Bạn đã từng ăn một chiếc bánh dẻo chay ngon tuyệt chưa? Đặc điểm của loại bánh này là không hề có nhân. Nhân bánh thì chính là vỏ bánh rất là đặc biệt. Các bạn có thể sử dụng nhiều khuôn khác nhau để có thể cho ra những hình thù thật là đẹp mắt. Mình có thể sử dụng những khuôn hình cá như thế này để có thể tạo cho các bé yêu của chúng ta những miếng bánh dẻo nhỏ xinh lại rất là đẹp mắt. Như vậy là mình đã hoàn thành xong rồi. Chúc các bạn sẽ thành công và ngon miệng với bánh dẻo chay cho ngày Tết Trung Thu thêm phần ý nghĩa. Các bạn đừng quên chia sẻ công thức này tới bạn bè và người thân để có thể mọi người sẽ cùng làm những chiếc bánh dẻo thơm ngon này nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Một ưu điểm của bánh dẻo là rất dễ làm và nhanh hơn bánh nướng rất là nhiều, nên bạn có thể làm bánh mọi thời điểm. Tuy nhiên bánh sẽ không bảo quản được lâu như bánh nướng và cũng không hề khó khăn lắm phải không các bạn? Chiếc bánh dẻo ngộ nghĩnh xinh xắn với nhiều hình dáng thật là đẹp mắt.